À, xin chào anh chị. Cái clip này thì em xin giới thiệu đến anh chị chiếc xe nâng tầm cao hay còn gọi là chiếc rig truck của Mima, tức là thương hiệu Mima với model là MF20, MF25, MF30. MF20 có nghĩa là xe nâng được 2 tấn, MF25 có nghĩa là xe nâng được 2 tấn rưỡi, MF30 có nghĩa là xe nâng được 3 tấn. À, còn cái chiều cao nâng thì với cái phiên bản xe nâng MF này của Mima thì có thể nâng cao đến 8 mét và tải nâng có thể nâng lên đến được là 3 tấn. Thì với cái xe nâng của Mima này, thật ra là nói về cái, đương nhiên vì nó là phân khúc cái cho cái thị trường với cái chi phí đầu tư thấp, cho nên đó là nó sẽ có một số hạn chế nhất định. Ví dụ như rằng là anh chị cần một cái xe với một cái bề rộng xe nhỏ gọn, thì cái xe này có thể rằng là bề rộng nó hơn những cái thương hiệu của châu Âu khoảng chừng 10 đến 20%. Và vì nó rộng hơn cũng như là cái chiều dài tổng thể của cái xe nó có dài hơn một chút xíu, cho nên là cái bán kính để quay đầu xe của cái xe nâng rig truck Mima MF này nó sẽ rơi vào khoảng 1,8 m cho đến 2,2 m là để nó có thể quay được cái xe. Và tốc độ mà di chuyển của nó thì nó có thể di chuyển là từ 8 đến 10 km trên một giờ. Còn về cái tốc độ nâng hạ thì nó có thể nâng được 2 mét trong một giây và cái tốc độ chậm nhất của nó là khoảng 3 mét 4. Nó khoảng là 3 mét 4 trên một giây. Thì đó là những cái phần mà về cái cơ bản của cái chiếc xe Mima này. Thì chiếc xe nâng rig truck của Mima này thì nó được vận hành bởi cái bình lít axit là bình lithium, và hiện xe Mima này đang được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Rotor Sách Việt Nam. Anh chị có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại 0902 742 988, và hiện tại là bên em cũng đang có nhiều cái xe đang tồn kho của Mima, anh chị có thể tham khảo để mà biết được rằng nó có phù hợp với lại cái hoạt động của hiện tại của mình hay không. Thì bên em là có vừa bán vừa cho thuê anh chị ha, có sửa chữa xe nâng cũng như là bảo trì xe nâng, thay thế phụ tùng. Cảm ơn anh chị đã quan tâm, em xin nha.